xin chào mọi người. Chào mọi người, chúc mọi người buổi chiều thật là vui vẻ ha. Mọi người thấy Linda nói có sai không? Linda không hề nói sai. Linda từ tập 3 cái con Nguyễn Thị Trà Mu là Linda đã nói rồi. Linda không nói gì tới nó nữa rồi, nhưng mà mới hôm qua thôi nó làm 3-4 clip chửi Linda. Đó mọi người thấy không? Thì thôi thì bây giờ em xin lỗi chị Trà Mu. Em có lỗi với chị, hôm nay em phạt ha. Em giả vô lờ em 3 cái nè. Cột 2 còn cái thứ 3 gặp mày trả luôn. Ha, đã nhịn mày rồi đúng không? Mọi người thấy Linda đâu có cố chấp đâu, rõ ràng Linda không phải là người cố chấp đúng không? Linda nói im là Linda im. Không? Bây giờ làm 3-4 clip chửi nè. Ủa? Hôm nay á tao nghe nói mày ra đảo khỉ mày ở phải không? Mày ra cần giờ cần vụt mày ở phải không? Giờ vô làm lợn hả? Muốn lên 60 giây hả? Muốn lên 60 giây lắm phải không? Hài vơ lơ nó đóng cửa rồi, nó đâu có tài trợ cho mày nữa đâu mà mày nổi tiếng mà mày phải lo tao mày chữ. Rồi nè, coi theo mặt mà chữ nha. Bây giờ sẽ đáp trả những gì của mày nói ha. Mày nói là Linda là không có, xin lỗi mọi người, một có một vài từ tục tiểu ha. Linda không có lồn mà đòi nứng, thì Linda nói thẳng luôn, nói cho mày nghe. Bởi vì chính vì tao có không có lồn cho nên tao mới không nứng ẩu như mày. Mà nếu tao có cái thứ mà đàn ông cần á, hoặc là tao đi giải phẫu về mà có lờ rồi đó, tao sẵn sàng tao đem cái lờ của tao ra ngoài chợ á, tao treo lên để cho khách hàng á, người ta đi chợ người ta thấy cái lờ đẹp người ta mua, còn xấu người ta chê, chứ không phải như mày làm xấu mặt ô uế phụ nữ. Đã nói mày ngay từ đầu, ngay tập đầu tiên rồi ha, mà mày còn không bỏ, mày còn cố chấp, mày còn này nọ nữa. Ai nói sai? Tao nói gì sai? Còn mày nói thì sao? Hẹn mà không dám ra hả? Xin lỗi mày, bà nội cha mày, hẹn ảo mà mày kêu tao ra, hẹn ảo mà kêu tao ra, mày dám giác cái mặt chó mày xuống đây không hả? Trời ơi, còn những người á mà bà nói thẳng luôn nè, tôi nói thẳng cho những bạn mà bà nghe nè ha. Những bạn mà nói bên đây á, thì nói là mình ghét Trà My lắm, mình không thích Trà My. Qua bên kia thì nói mình thích Trà My. Còn ghét mình ghét Linda lắm đó, qua bên kia thì thích Linda, đúng không? Hai ba đầu làm gì? Ai muốn các bạn? Mạng xã hội người ta thích coi là người ta coi, người ta không thích thì người ta không coi thôi, chứ chẳng có gì mà phải fan hay là không fan ai cả. Mày thì mày có phân chứ mày làm gì có fan. Phân tự ăn đi, bóc vô đi, trôi chét vô dòng họ nhà mày đi. Còn cũng đây là gần xong rồi, gần tới ngày gì? Halloween đúng không em? Đó. Halloween. Cái ngày Halloween á là ai cũng quá trang thành ma thành quỷ ra đường chơi. Còn cái mặt của mày á, Nguyễn Thị Trà Mu, mặt của mày khỏi cần phải quá trang thành quỷ thành ma. Nhìn là biết một con quỷ, một con yêu tinh, một con đười ươi rồi. Khỏi cần phải bôi cho chét trấu lên mặt. Và đóng cửa đi để bắt công khách người ta vô á. Người ta thấy ma quỷ người ta không có dám vô uống cà phê đâu ha, nhớ nha. Bây giờ nói gì ta? Bây giờ tốn nhiều nước miếng để nói chuyện với chó á thì cũng không có đáng. Thì Linda hứa với mọi người tập này sẽ là tập cuối cùng, và nó muốn sủa bao nhiêu cứ sủa ha. Đó là thề và hứa luôn với mọi người là không dành một thời gian nào quý báu để dành để chửi nó nữa hết. Bắt công á, người ta nói mình đó là đu theo nổi tiếng mà không biết ai đu ai để nổi tiếng à. Và ai nổi trước ai thì hãy xem lại mình đi ha. Trời đất ơi. Và khuyên một điều cuối cùng, khuyên rằng đừng làm ô uế phụ nữ Việt Nam nữa. Đầu mình đó là để thờ cha thờ mẹ, đừng có thờ quần lót áo ngực trên đầu làm dơ bẩn ha. Có chim hãy biết sử dụng đúng cách thì nó sẽ hay và nó sẽ sướng. Còn không biết sử dụng treo ra ngoài chợ cho người ta dòm. Đừng làm ô uế ô bẩn. Và tiếng người không rành thì đừng học tiếng Việt. Nói phát ngôn ra cái nào đúng thì nói để cho người ta nể. Tại sao cũng đầm thời chửi thề, cũng đầm thời mất dạy, cũng đầm thời là thành phần không ra gì nè. Nhưng mà Linda được nhiều người thích. Đơn giản họ thích là vì Linda vui vẻ, dám đứng ra nói vì lẽ phải. Và có khi là những người mà Linda chửi trước kia gấp mất dạy gấp 10 lần Linda nữa. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy rồi đó, mọi người thấy không, Linda đã lúc này đã giảm bớt rất là nhiều rồi và được mọi người ủng hộ. Linda rất là vui và hứa sẽ không làm đến nào nữa. Tao nói mày muốn sủa mày cứ sủa đi, sủa đi, sủa đi, tao sẽ bắt chó bắt mày. Mày mà sủa nữa hả, phái trà đá rồi tao đá lên đường chết sao nghe mày. Nghe mày, lần này lần cuối cùng nói cho mày nghe, còn mày muốn sủa cứ sủa. Và qua cái chuyện vừa rồi thì Linda cũng không quan trọng nữa, thì nó muốn làm gì nó làm, Linda không nói nữa ha mọi người ha. Còn những cái clip mà Linda bia cho các bạn đó, thật sự là các bạn, Linda nói cho các bạn nghe thế này nè, Linda BI cho các bạn là những cái sản phẩm đó Linda đã xài qua và đã sử dụng và nó rất là hiệu quả, nên Linda muốn giới thiệu cho các bạn thôi. Thì những bạn nào có nhu cầu thì các bạn vào BM cho những bạn đó để mình có nhu cầu mua và tìm hiểu về sản phẩm, đúng không? Chứ Linda đâu có làm gì đâu mà các bạn lạ mặt vào nói chửi Linda, nói là câu like để BI, các bạn sai lầm rồi đó. Ai cũng phải cho họ kiếm chén cơm chứ, các bạn không cho tôi kiếm chén cơm mà, phải để cho người ta con đường sống.
chứ đừng có dồn người ta vào bước đường cùng. Người ta bia các bạn cũng chửi là làm sao, chỉ dành cho những người có nhu cầu thôi ha. Thì clip Linda có hai loại, một là clip vui và những clip bia cho các bạn kia, thì các bạn nào có nhu cầu dành cho những bạn có nhu cầu thôi, các bạn đừng có vào chửi xỉa xói như vậy, Linda không thích. Và lần cuối cùng phái trà đá chúc mọi người buổi chiều thật là vui vẻ và các cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ thời gian qua, và đừng quên Facebook Linda, facebook.com/linda0999. Cảm ơn các bạn rất nhiều.